Với tiềm năng và giá trị về nhiều mặt, du lịch ngày càng trở thành một ngành kinh tế quan trọng của Thanh Hóa, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao mức sống cho người dân. Trong những năm qua, du lịch Thanh Hóa không ngừng được cải thiện về chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tạo sức hút đối với đông đảo du khách trong và ngoài nước, khắc phục dần tính thời vụ trước kia. Thanh Hóa vốn được xem là vùng đất tâm linh với nhiều công trình di tích, đền đài miếu mạo, những địa danh ẩn chứa sự linh thiêng huyền bí. Từ trước tới nay, du lịch tâm linh vẫn được xem là một trong ba loại hình du lịch nổi bật của Thanh Hóa, cùng với du lịch biển và du lịch sinh thái cộng đồng. Du lịch tâm linh là loại hình du lịch văn hóa, lấy yếu tố tâm linh làm cơ sở và mục tiêu nhằm thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng đời sống tinh thần của con người. Theo cách nhìn nhận đó, du lịch tâm linh khai thác những yếu tố văn hóa tín ngưỡng trong quá trình diễn ra các hoạt động du lịch, mang lại những cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng cho du khách, có tác dụng to lớn trong việc hướng con người đến với những đức tin thiện lành và nhân văn. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 1.500 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, trong đó có khoảng 800 di tích danh thắng đã được xếp hạng các cấp. Điểm đặc biệt nhất trong du lịch tâm linh của Thanh Hóa là vùng đất này chính là nơi phát tích của nhiều triều đại vua chúa Việt Nam, bao gồm Thọ Xuân, nơi phát tích triều Tiền Lê Hậu Lê, Hà Trung, nơi phát tích nhà Nguyễn với 9 đời chúa, 13 đời vua, Vĩnh Lộc, nơi dựng nghiệp của triều Hồ, cũng là đất quý hương của các đời chúa Trịnh. Hiện nay, các vùng đất được xem là quý hương Thăng Mộc này đều trở thành những địa điểm thu hút khách du lịch với hệ thống thành quách, lăng mộ, đền miếu có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, du lịch, tiêu biểu như Lam Kinh, đền thờ Lê Hoàn, thành nhà Hồ, các di tích tại Gia Miêu, quần thể di tích Phủ Trịnh, v.v. Lam Kinh, kinh đô thứ hai của nhà Hậu Lê, tọa lạc tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, được xem là một trong những địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn bậc nhất tại Thanh Hóa. Với những công trình đặc biệt có giá trị như khu Thái Miếu, đền thờ và lăng bia Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, lăng bia các vị vua và hoàng hậu, v.v. Những năm qua, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã nỗ lực không ngừng nhằm thu hút ngày càng đông du khách thập phương về với điểm du lịch này. Trong thời gian tới thì để phát huy hơn nữa cái giá trị của Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và cũng để hưởng ứng cái khởi động, cái hoạt động du lịch trở lại của tỉnh Thanh Hóa sau khi dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được khống chế, thì Ban Quản lý Di tích Lịch sử Lam Kinh cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón du khách về với Lam Kinh trong thời gian tới. Thì chúng tôi tập trung vào đảm bảo cái cảnh quan môi trường. Thứ hai là chúng tôi xây dựng cái tiêu chí điểm đến xanh, xanh về môi trường cảnh quan sinh thái, xanh về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong cái xanh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì thứ nhất là toàn bộ cái lực lượng tham gia phục vụ, tham gia quản lý, hướng dẫn và các lực lượng phối hợp của ở khu vực của chính quyền địa phương và nhân dân thì đều đã đăng ký và đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Thứ hai là trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi phải đảm bảo có cái kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đảm bảo thực hiện tốt cái quy định 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo là toàn bộ cái cảnh quan môi trường, cái khu vực di tích là nó sạch sẽ. Ngoài những khu di tích lịch sử ở nơi phát tích các phương triều, Thanh Hóa còn có hàng ngàn công trình tâm linh dài khắp các vùng miền, trong đó nhiều địa danh nổi tiếng có giá trị lớn về mặt lịch sử văn hóa. Mỗi công trình đều có kiến trúc độc đáo, chứa đựng tín ngưỡng tốt lành của người dân. Mỗi năm, các công trình di tích danh lam thắng cảnh mang ý nghĩa tâm linh này thu hút hàng vạn du khách về vãn cảnh dâng hương chiêm bái, thể hiện lòng kính ngưỡng đối với tiền nhân tiên tổ, các bậc nhân thần có công với dân với nước. Hiện nay, Thanh Hóa có khoảng 360 lễ hội truyền thống, giải khắp từ vùng non cao tới đồng bằng miền biển. Đa phần các lễ hội đều có từ lâu đời, phản ánh một cách đặc sắc và sống động đời sống tinh thần phong phú, tín ngưỡng tốt lành của nhân dân. Nhiều lễ hội có quy mô lớn, thu hút được đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh tham gia,
như lễ hội Đền Bà Triệu, lễ hội Lam Kinh, lễ hội Cầu Ngư huyện Hậu Lộc, lễ hội Đền Độc Cước. Những lễ hội của Thanh Hóa, dù được tổ chức với quy mô nào, cũng luôn đậm đà bản sắc, thể hiện hồn cốt văn hóa vùng miền. Qua hàng trăm năm, các lễ hội vẫn được gìn giữ, phát huy giá trị nhân văn, mang theo vẻ đẹp văn hóa của dân tộc, đắp bồi thêm niềm tin tốt lành cho người dân xứ Thanh trong hành trình bảo vệ và dựng xây quê hương đất nước. Hiện nay, các hoạt động mang đậm dấu ấn tâm linh cũng được lưu giữ, trong đó tiêu biểu nhất là thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Cuối năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại Thanh Hóa, trong những năm qua, các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ diễn ra rất sôi nổi. Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục và phát huy giá trị của các hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Hiện nay, hội đã xây dựng được 10 chi hội tại các huyện, thị trong toàn tỉnh, thu hút khoảng 300 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ và tổ chức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ trực thuộc hội hoạt động sôi nổi và hiệu quả. Đến nay, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã nhiều lần tổ chức liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, thu hút đông đảo các thanh đồng trong và ngoài tỉnh tham gia. Không thể phủ nhận, với giá trị văn hóa đặc sắc, việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, mà đặc biệt là các tiết mục hầu đồng, đã góp phần không nhỏ tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch tâm linh của Thanh Hóa. Chúng tôi đã tổ chức nhiều cái liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ ở cấp huyện, cấp tỉnh và phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long đã tổ chức những cái liên hoan phối hợp giữa hai nơi với nhau. Và chúng tôi xác định là trong cái nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt thì thông qua các cái giá đồng để ca ngợi những cái anh hùng dân tộc, những cái người có công với dân với nước, trong đó có cả thiên thần, có cả nhân thần. Tuy nhiên mà nói thì cũng mới được công nhận chính thức là 5 năm trở lại đây. Cho nên về cái lề lối, các cái nề nếp trong các cái canh hầu cũng còn có nhiều vấn đề cần phải bàn. Thế thì để mà làm tốt vấn đề này ấy, thì chúng tôi có mấy cái dự kiến thế này. Một là tới đây nếu như điều kiện mà dịch dã nó ổn định cho phép thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một cái liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ lần thứ tư nhân dịp 5 năm cái di sản này được thế giới công nhận. Vấn đề thứ hai, chúng tôi mở những cái lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cho thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, bao gồm nâng cao kỹ năng cho những thanh đồng khi lên giá, nâng cao kỹ năng cho những cung văn hát văn và nâng cao kỹ năng cho những người hầu dân. Đấy. Và điều đặc biệt nữa là chúng tôi đang chọn những cái thanh đồng xuất sắc, chọn những người hầu dân xuất sắc, những người hát văn xuất sắc để tổ chức thành những cái cuộc thi mà lấy đó làm chuẩn mực. Năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra chỉ thị số 19 CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng, các đơn vị du lịch lữ hành cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ ở các điểm đến của du lịch tâm linh. Điều đó chắc chắn sẽ tạo đà để du lịch tâm linh nói riêng, du lịch Thanh Hóa nói chung ngày càng phát triển trong thời gian tới.